Rồi hai các bạn, hôm nay là cái video clip này tôi nói đến những cái xạo và những cái ảo tưởng của những người mà đi tập gym. À, giống như dưới đây bữa nay em tập bao nhiêu phút? 7 phút. Đó, thấy không? Thành thật trả lời 7 phút. Nghĩa là 7 phút chỉ là tính cái thời gian mà bước lên máy chạy bộ, chạy nhắm mắt, cuốn cổ, cuốn chân lên cổ, chạy hết sức trong vòng 7 phút mới được tính. Ủa, là thì tập. Từ lúc ấn xì ta đến lúc ấn xì đóp đúng rồi. Là 7 phút đúng không? Ừ, nhưng mà hôm qua có một bạn nào nói là tập 1 tiếng. Chạy. À, chạy 1 tiếng, hỏi ra là sao? Em chạy tốc độ 5 km/h. Nè, các bạn cần phân biệt giùm tôi cái là cái thời gian mà bạn có mặt và check in ở phòng gym nó khác thời gian bạn tập gym. Ok, thống nhất cái vấn đề này không? Ừ, chứ không giống như hồi nãy là em ngồi ở phòng gym 45 phút mà em ngồi em đi qua đi lại em sẵn sàng em khởi động hết 15 phút, em lên máy chạy bộ em chạy 7 phút, còn lại là 20 phút em ngồi em trả lời khách hàng, biên tập video hay là ngồi coi The Face, đó là hết 30 phút. Vậy là một tuần em tập cỡ 50 phút. Không, tăng lên tuần tập 100 phút đi. Vậy em biết tuần có nhiêu phút không? Lấy 24 nhân 60 nhân 7 coi ra nhiêu. Ủa sao lại 24 nhân 60 nhân 7? Đúng rồi, 24 nhân ngày nhân 7 lên nhân 60. 10.000. Vâng các bạn, một ngày chúng ta có 10.000 một tuần chúng ta có 10.080 phút. Các bạn chỉ cần dùng cỡ 1% thời gian trong đó để các bạn tập thể dục nha. 1% để tập thể dục chứ không phải là đến phòng gym mà các bạn dùng hết 5% thời gian mà chúng đó chỉ có 1% để các bạn tập thể dục nha. Vấn đề này là chúng ta phải coi lại nha. Em ngồi coi The Face 1.5 tiếng thấy nó ngắn, thấy nó lâu không? Thấy lâu quá trời luôn. Nó ngắn. Đó, tại sao chúng ta có thể ngồi chúng ta coi phim, chúng ta coi các chương trình giải trí, chúng ta coi 1.5 tiếng chúng ta thấy nó nhanh mà chúng ta tập thể dục chúng ta thấy 7 phút thấy nó lâu quá vậy? Sao nãy em không chạy luôn 2 cây số cho được 15 phút đi? Ủa, anh chị kêu là định lượng mỗi ngày chạy 1 km. Ủa, anh kêu là chị em phải có tinh thần ý thức chứ. Đó, các bạn thấy không? Các bạn phải tự ý thức một chút, sức khỏe là của các bạn mà nha. Nên chúng ta đừng tự ảo tưởng và chúng ta đừng nói xạo. Chính mình là chúng mỗi ngày đều tập gym 60 phút. Các bạn có mặt ở phòng gym 60 phút chứ không phải là các bạn tập gym 60 phút. Ok, rồi thời gian mà các bạn đi bộ là không tính nha, chạy và bốn sức tập mới được tính nha. Vậy tính ra nãy em chạy em tập có 5 phút. Đúng rồi chứ em sao 2 phút. Đó, cái mặt tôi nè, tôi năn nỉ vô đây đi tập mặt tôi già luôn, đầy nếp nhăn luôn. Ủa chứ anh chạy ghé nhiều quá mà anh kêu mỗi ngày là tập 30 phút, mà 30 phút một tuần mà còn bắt tập 6 buổi, 6 x 30 lên là một tuần thì tập 180 buổi. Xong rồi hồi nãy lại lặp lại kêu là một ngày em chỉ cần tập như thế thôi. Một tuần em uống cà phê hết bao nhiêu phút? Em không biết. Em ngủ hết bao nhiêu phút? Giờ một tháng một nội em mỗi ngày em mới nửa tiếng ngủ là em có nhiều thời gian để em tập luyện rồi. Sao phụ nữ và con gái có nhiều vấn đề mà để có thể chống chế chiều chống cho vấn đề và tăng thêm cỡ 15 phút cho vấn đề tập luyện. Trời, 15 phút dài lắm chứ bộ, biết chạy 200m nó lâu cỡ nào không? 200m mà tốc độ 12 thôi là đủ thấy nó lâu rồi. Giờ coi phim 15 phút nó có dài không? Không, ngắn cũng rồi. Thì đi tập đi nha, các bạn đi tập đi. Và đừng nhầm lẫn giữa việc là đến phòng gym 60 phút với lại tập 60 phút nha. Đừng nhầm lẫn cái vấn đề đó nha, tập nghiêm túc nha.